À, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì tiếp tục hoàn thành những cái đơn hàng để chuẩn bị giao đi cho tất cả các anh em, để anh em chơi. Một số anh em đã chuẩn bị những cái đồ dụng cụ để bắt đầu chơi Tết Tây. Tết Tây kỳ này thì anh em sẽ được nghỉ liên tục từ 3 đến 4 ngày. Tùy theo công ty, tùy theo xí nghiệp và tùy theo cơ quan thì anh em sẽ được nghỉ liên tiếp từ 3 đến 4 ngày. Thì do đó là khách hàng đã chuẩn bị là cho những cái phụ kiện cần thiết. Đó thì anh em nào có nhu cầu mua để chơi lễ Tết Tây này thì anh em hãy alo trực tiếp đến cho shop. Bởi vì nhiều anh em mua cận ngày quá, giống như những cái kỳ trước anh em mua quá cận ngày, chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ mà anh em đặt mua thì lúc đó là giao hàng nó sẽ không kịp nữa và anh em sẽ không còn nhận được trước lễ. Thì cái đó anh em lưu ý dùm cho shop. Đó thì từ nay nếu anh em có nhu cầu nào mua thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đến cho shop để chúng tôi gửi hàng. Đó, đôi khi là càng gần những cái ngày lễ thì bưu điện họ càng nhiều hàng và lúc đó họ giao càng chậm hơn nữa, thì anh em mua cùng lúc đó tôi đảm bảo là anh em sẽ không nhận được trước lễ ha.